Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Từ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trước đây báo chí rồi các cổ động viên của Thái Lan đều chế giễu rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta chỉ biết là dựng xe buýt và không biết ghi bàn. Thế nhưng thật kỳ lạ là đội tuyển Việt Nam chúng ta mới là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup với tận 8 bàn thắng. Và chứng kiến màn trình diễn siêu đẳng quật cường của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nhật Bản. Cùng với đó là chứng kiến đội tuyển U23 Thái Lan toàn thua 3 trận tại Dubai Cup 2022. Thì báo chí Thái Lan lại có những chia sẻ thực sự là khiến chúng tôi phải dùng hai từ, đó là khốn nạn. Thế nhưng các cổ động viên của Thái Lan đã có những phản ứng vô cùng tuyệt vời. Và tôi chắc chắn rằng cái tờ báo Nhật báo số 1 của đội tuyển Thái Lan sẽ bị tẩy chay. Và đó là những thông tin chính trong bản tin của Từ Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Và trước khi đi đến những thông tin chính trong bản tin của Từ Bóng Đá ngày hôm nay, thì hãy ủng hộ Từ Bóng Đá bằng cách nhấn like, hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để có thể nhận được những thông tin mới nhất từ Từ Bóng Đá mỗi ngày nhé. Và đầu tiên là những thông tin liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam, thì chúng ta cũng đã có một trận thua có thể nói rằng rất buồn trước đội tuyển U23 Uzbekistan và đáng lo cho SEA Games 31 khi mà chúng ta đang có chuẩn bị thực sự là không tốt. Dù được chờ đợi rằng là chúng ta sẽ phục hận được đội tuyển U23 Uzbekistan, thế nhưng cuối cùng thì đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đã chơi thiếu mảng miếng và cuối cùng đã thua với tỷ số là 0-1. Đội bóng của huấn luyện viên Lee Jang-ji đã không có nhiều sự đột biến trong những tấn công, cho nên đã phải chia tay giải Dubai Cup với một kỷ lục buồn, đó là chúng ta không có nổi bất cứ một bàn thắng nào cả. Ở phút thứ 57 thì đội tuyển U23 Uzbekistan được hưởng một quả đá phạt trước vùng cấm của đội tuyển U23 Việt Nam sau khi mà Xuân Tú phạm lỗi. Và đội trưởng của đội tuyển U23 nước này đó là Jasubek đã có một pha bóng thực sự là quá tuyệt vời, rất đẹp mắt, khiến cho thủ môn Quang Văn Chuẩn dù bay hết cỡ cũng không thể cản phá được. Và sau bàn thua thì đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đã cố gắng để có thể đẩy cao đội hình. Thế nhưng tất cả những cơ hội chỉ dừng ở cái mức đó là nguy hiểm thôi. Và chung cuộc thì đội tuyển U23 Uzbekistan đã thắng chúng ta với tỷ số đó là 1-0. Và thất bại trước đội tuyển U23 Uzbekistan đã khiến cho chúng ta thực sự là có kết quả không tốt khi mà có một trận hòa và hai trận thua, thậm chí là không ghi được bất cứ một bàn thắng nào cả. Và so với giải U23 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Lee Jang-ji cũng đã gạt rất nhiều những cầu thủ đã làm nên chức vô địch tại Campuchia vừa qua. Và thậm chí thầy đã không để cho Dụ Quang Nho đá chính trong cả 3 trận đấu ở Dubai Cup 2022. Và 3 màn trình diễn với không bàn thắng tại Dubai Cup, đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đào tạo ra một lỗi lo rất lớn trước SEA Games 31. Với một đối chơi có thể nói rằng là mặc dù chúng ta phòng ngự khá tốt, thế nhưng khả năng những mảng miếng trong những khâu tấn công chắc chắn sẽ là những vấn đề mà Mark Bowser cũng như là huấn luyện Lee Jang-ji sẽ còn phải nghiên cứu rất nhiều và rất đau đầu trong thời gian tới khi mà SEA Games cũng sắp sửa diễn ra, chỉ còn có khoảng 2 tháng nữa thôi. Tất nhiên hiện nay đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta chưa có đủ được lực lượng mạnh nhất, khi mà hiện nay thì chúng ta những cái Thanh Bình, những Văn Sơn hay Hoàng Việt Bùi Hoàng Việt Anh đang là những cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Và với sự trở lại của những cầu thủ này thì tôi tin rằng là đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn. Và đặc biệt trong thời gian tới thì những cầu thủ có thể là lứa U21 vừa qua thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ tiếp tục được bổ sung. Và tôi nghĩ rằng đó là lứa cầu thủ rất tuyệt vời. Và tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục sẽ làm nên kỳ tích dành cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31 khi chúng ta sẽ bảo vệ thành công được tấm huy chương vàng. Thế nhưng có một điều đặc biệt và cũng gọi là tin vui một chút dành cho đội tuyển của chúng ta, U23 của chúng ta thôi, thì chúng ta vẫn đứng trên so với đội tuyển U23 Thái Lan. Bởi vừa qua thì đội tuyển U23 Thái Lan cũng nhận thất bại với tỷ số là 1-2 trước đội tuyển U23 Iraq. Và như vậy là họ đã có 3 trận toàn thua tại Dubai Cup 2022. Thế nhưng dù sao với Thái Lan thì họ cũng đã ghi được rất nhiều bàn thắng, hơn nhiều so với đội tuyển chúng ta. Vì vậy mà dù đây cũng là một thông tin tích cực, gọi là một chút an ủi khi mà chúng ta vẫn đứng trên Thái Lan, thế nhưng có lẽ rằng chúng ta cũng chưa thể vui được khi mà hàng công của đội tuyển chúng ta vẫn chưa thể có được cái bàn thắng đầu tiên. Và đặc biệt đó là lối chơi của chúng ta vẫn chưa mang đến nhiều cơ hội dành cho đội tuyển. Vâng, và tiếp theo những thông tin liên quan đến đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thì vừa qua chúng ta đã có một chiến tích lịch sử khi mà đã có được một trận hòa với tỷ số 1-1 trước đội tuyển Nhật Bản, qua đó đã có được 4 điểm số cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng, và đây cũng là kỷ lục của bóng đá Đông Nam Á. Bên cạnh đó một kỷ lục đó là đội tuyển đầu tiên tại Đông Nam Á có được một chiến thắng tại vòng loại cuối cùng này. Như chúng tôi đã thông tin với quý vị và các bạn ở bản tin trước thì rất nhiều các cổ động viên, và có thể nói rằng hầu hết các cổ động viên của khắp Đông Nam Á đã gửi rất nhiều những lời chúc mừng
những lời chia sẻ vô cùng tuyệt vời về đội tuyển Việt Nam chúng ta khi chúng ta vừa tạo ra một kỳ tích trước đội tuyển Nhật Bản, dù chúng ta gặp quá nhiều những khó khăn về mặt nhân sự cũng như lực lượng trước trận đấu này. Thế nhưng có một điều đặc biệt, đó là một trang báo nổi tiếng nhất của Thái Lan, đó là tờ Siam Sport, lại có những chia sẻ thực sự khiến chúng tôi không nghĩ rằng đây lại là một tờ nhật báo hàng đầu đại diện cho một đất nước tới từ Thái Lan. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất tuyên dương và cũng cảm thấy rất vui khi mà đã có những chia sẻ tới từ các cổ động viên của Thái Lan. Hầu hết họ đều cho rằng tờ báo này đã có những chia sẻ thực sự là gây không ổn dành cho những mối quan hệ giữa nền bóng đá hai nước. Và tôi nghĩ rằng là cái trang báo này có lẽ cũng nên sập sớm đi mà thôi. Khi mà có những chia sẻ thực sự mà có lẽ rằng quý vị và bạn đọc xong cũng cảm thấy khá là khó chịu thôi. Đương nhiên là cái việc dịch từ tiếng Thái sang tiếng Việt như thế này nó cũng không quá chính xác đến từng từ ngữ ngôn từ một. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là hiện nay thì bóng đá Thái Lan, trang báo này, họ dường như là cũng không tôn trọng một chiến thắng vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Và họ vẫn nói rằng là hiện nay thì thầy chó mới bao giờ cũng chỉ có 4 điểm thôi, kết thúc thì vẫn cứ bét bảng, chẳng hơn được ai cả. Mà đây thực sự là một những chia sẻ mà tôi nghĩ rằng không đến từ một tờ báo có thể nói rằng rất nổi tiếng, trang báo số 1 nhật báo hàng đầu tại Thái Lan hiện nay. Trong khi đó thì chúng tôi cũng đã đọc được và cũng đã dịch ra rất nhiều các bình luận tới từ các cổ động viên của Thái Lan. Thì tôi thấy rằng hầu hết 100%, hầu như tất cả các bình luận đều có những tinh thần cổ vũ tuyệt vời, những chia sẻ động viên tuyệt vời đến đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và có những chia sẻ nói rằng là hiện nay thì Thái Lan trước đó cũng chỉ có 2 điểm thôi, còn đội tuyển Việt Nam có 4 điểm. Thì có thể thấy rằng là đội tuyển của Việt Nam vẫn thi đấu tốt hơn so với Thái Lan khá là nhiều. Và cùng với đó, một số những bình luận khác nữa đến từ đội tuyển Thái Lan, những cổ động viên của họ có bình luận rằng có thể nhận thấy rằng là khi đội thua thì họ đã ghi rất nhiều. Chỉ có một trận đấu Úc là họ thua với tỷ số 0-4 thôi. Phải nói thật là trận chung kết vừa qua thì Việt Nam thậm chí còn làm tốt hơn cả Thái Lan. Đó là những chia sẻ tới từ các cổ động viên tới từ Thái Lan. Rất nhiều chia sẻ mà chúng tôi nghĩ rằng đó là chia sẻ rất tích cực, mà cũng không hiểu rõ lý do vì sao mà tờ nhật báo hàng đầu của Thái Lan lại đưa ra một cái bình luận như thế này. Và quý vị và bạn nhận xét như thế nào về những chia sẻ vừa qua của báo chí Thái Lan cũng như là bình luận của các cổ động viên Thái Lan, thì hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tổng Lái nhé. Và sau khi trận đấu kết thúc thì bình luận viên Quang Huy cũng như Quang Tùng lại có những chia sẻ rất hay về trận đấu vừa qua cũng như màn trình diễn của những cầu thủ Việt Nam. Bình luận viên Quang Huy có chia sẻ rằng nếu họ chơi áp sát ngay từ đầu hiệp 1 thì Việt Nam chúng ta cũng rất khó chơi và cũng khó vượt lên dẫn trước được như vậy. Bên cạnh đó thì Nhật Bản cũng cho thấy được sự thả lỏng nhất định sau khi mà họ đã giành vé. Và anh có chia sẻ thêm là chúng ta chưa bao giờ cầm hòa được đội tuyển Nhật Bản cả. Mặc dù điều này diễn ra ở một trận đấu mà bạn không quyết tâm cao thì nó vẫn rất đáng tự hào. Khép lại hành trình lịch sử bằng một trận đấu lịch sử thì rõ ràng là quá tuyệt vời. Còn bình luận Quang Tùng thì có một chia sẻ là chúng ta đã vào trận cùng một lực lượng tổn thất quá nặng nề do chấn thương và Covid-19. Nhiều cụ trụ cột bị vắng mặt và phải sử dụng lực lượng trẻ mà cầm hòa được Nhật Bản thì còn gì để mà chia sẻ được nữa. Và với bình luận Quang Tùng cũng giống như chúng tôi cũng nghĩ thôi, một trận hòa vừa qua thực sự là một động lực rất lớn để cho bóng đá trẻ Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực, sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa ở trong tương lai. Và đương nhiên chúng ta sẽ có được những thành quả tốt hơn nữa với những gì mà chúng ta đã cố gắng thể hiện ở trong trận đấu này. Và tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuyển Bóng Đá.